Vâng, xin chào toàn thể các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh suốt thời gian qua. Lời đầu tiên thì vẫn xin phép được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các bác đang theo dõi kênh. Thì cũng xin phép đầu video sẽ chia sẻ các bác một chút là như thế này. Đấy, những chiếc đồng hồ côn cổ châu Âu nó đã gắn liền với lại cả những cái kỷ niệm của người dân Việt Nam. Thì hiện nay có rất nhiều các cơ sở bán những chiếc đồng hồ côn cổ châu Âu. Ngoài những chiếc đồng hồ nguyên bản chưa lau dầu ra, một số cơ sở người ta lau dầu nhưng người ta bán với mức giá có thể là giá sẽ tốt, nhưng bù lại là người ta gọi điện cho người ta là người ta sẽ không bảo hành đâu các bạn, sẽ không bảo hành. Còn riêng đối với cơ sở bên em thì các bạn có thể tham quan những cái góc nhìn rất nhiều những mẫu đồng hồ về để phục vụ các bác. Đấy, rất mong là thời gian tới sẽ có rất nhiều mẫu lựa chọn, cũng như là ở cái phân tầm khúc là nhiều mẫu. Thứ nhất là nhiều mẫu, thứ hai là giá cả phải hợp lý các bạn. Nên các bác, đầu tiên em xin phép giới thiệu với các bác hai con đồng hồ song tiện nha các bác nhé. Hai con đồng hồ song tiện thì mỗi con nó mang cho mình một cái vẻ đẹp riêng. Thì con bên tay trái màn hình nhỏ của quý vị đang theo dõi, đó là một con đồng hồ đến từ thương hiệu Fontoloy. Fontoloy nó được nổi tiếng là một trong những cái dòng đồng hồ rất là hay của nước Pháp. Con này thì nó sẽ có phần con tiện ở đây nha các bác nhé, sẽ đầy đủ con tiện cho các bác. Đây là phần trương, phần màu đây. Hai cái con tiện, hai cái song tiện đấy nha các bác nhé, song tiện đơn, đây là song tiện đơn. Kính của nó là kính mo cong và cái phần kính dưới là được người ta mài vát các góc cạnh. Con này với kích thước chiều ngang là 38 và chiều cao là 70. Giao lưu đến các bác chiếc đồng hồ này với giá là 7 triệu nhé các bác nhé. 7 triệu. Phần phía dưới này sẽ còn hai cái con tiện này nữa các bạn. Tiếp theo sẽ giới thiệu với các bác và bên trong. Đây, con này là mặt của nó là mặt tròn 18 cm. Phần số viết thì khá là rõ nét. Viền là viền đồng. Và các bác có thể ngắm nhìn các cái vết theo thời gian này thì chứng tỏ nó là một chiếc đồng hồ nguyên bản nha các bác nhé. Còn đây là về phần máy này các bác này. Máy con này rất là sạch và đẹp. Con này hay quạt gió ngoài à? Đây, quạt của nó một quạt trong và một quạt ngoài. Đấy, một quạt trong và một quạt ngoài. Đấy, về phần vách các bác nhé. Về phần vách thì nó có chuyện cái thương hiệu Fontoloy và một số các cái made in France này. Đấy, là xuất xứ từ nước Pháp. Các bác có thể ngắm nhìn cái vách này cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đấy. Điều đặc biệt của chiếc đồng hồ này là chơi trên cái củ gông chéo nhé các bác nhé. Và đây là cái phần này là phần lòng máng này. Đấy, những chiếc đồng hồ côn có lòng máng thì nó cho ra cái cộng hưởng âm thanh rất là hay. Về phần cánh thùng phía dưới, ở phần hậu thùng này có cái logo thương hiệu Fontoloy và cái quả lắc là quả lắc đồng vàng có màu thời gian. Những cái dòng côn chéo này nha các bác, thì khi búa nó đập vào thì nó cho ra cái lực búa nó sẽ to hơn, sẽ vang hơn. Một chiếc đồng hồ song tiện 7 triệu nha các bác nhé. Con này to nhỉ? Con này đây, ui dồi ôi, phải đặt hai con vào với nhau rồi các bạn. Đặt hai con vào với nhau thì nó mới biết được con nào là đẹp và con nào là sang. Có thể bỏ ra thêm một chút tiền mình chơi những chiếc đồng hồ đẹp, sang hơn nha các bác nhé. Các bác đợi một chút để có khách gọi. Alo, anh à? Vâng, anh cứ ấy đi nhá, anh hộ em cái, bởi vì suốt từng qua giờ nhiều khách gọi quá anh ạ. Anh sau em sẽ gửi qua Zalo cho anh nhá. Còn bây giờ để anh thông cảm cho em tí, em ngồi em giới thiệu với khách cả. Đấy, em quay video live lên nhá các bác nhá. Vâng, anh thông cảm em tí. Đấy các bác, các bác cứ gọi nhiều quá các bác. Thì đây nó là một con đồng hồ đến từ thương hiệu Kenji, một trong những cái dòng đồng hồ nổi tiếng của nước Đức, có tuổi đời lên tới hàng trăm năm các bác. Các bác nhìn cái dòng song tiện này. Đây là màu zin, con tiện zin, tất cả đều zin nguyên bản hết nha các bác nhá. Các bác có thể ngắm nhìn này. Đây nó là một cái thiết kế đấy, cánh cửa nhà thờ. Đấy, toàn bộ là cái phần màu này là được người ta làm bằng cái thiết kế của nhà thờ này. Đấy, dòng song tiện kép 2-4 cái trụ người ta chống lên cái phần mái này các bác. Đấy, song tiện này là song tiện kép nha các bác. Đây các bác có thể ngắm nhìn này. Đấy, cái thùng này là thùng Henry. Đấy, kính thì được người ta mài vát các góc cạnh và cái kính này rất là quý, kính nguyên bản.
Khi qua ánh đèn nó sẽ chiếu vào thì các bác có thể ngắm nhìn, nó sẽ phản phất ra cái bảy sắc cầu vồng. Và nó có bốn cái góc này, bốn cái họa tiết hoa này các bác này. Kính thì là kính mo cong, có cái phần mà bo bên ngoài. Đấy. Với kích thước chiều ngang là 39 và độ cao của nó là tính cả phần con tiện cũng như cái phần trương này là 1m05, rất là to và đẹp không các bác. Đấy các bác nhìn này. Con kêu có 70. Con này 7 triệu thì con này đấy, ui giời. Hơn nhau 30 phân các bác. Hơn nhau 30 phân rồi. Mà nó đẹp như này các bác nhá. Mình chơi những chiếc đồng hồ đẹp, những chiếc đồng hồ nguyên bản thì nó sẽ có đường nét sắc sảo các bác. Đây, về phần thùng các bác có thể nhìn này. Về phần cánh thùng đây, rất là dày đúng không các bác? Đấy. Kính mô cong được người ta viền này, cũng là nguyên bản hết nha các bác nhá. Quả lắc kia. Lắc này các bác này. Ui. Bóng quá các bác. Rất là bóng nhá. Đấy, nguyên bản nhưng có màu thời gian. Con này có màu thời gian. Con tiện, hai cái con tiện ở phần phía dưới này các bác này. Đấy, sẽ cắm vào đây cho các bác. Còn cái quả tay vặn con này các bác nhá, rất là quý. Tay vặn con của thương hiệu Kenji. Đấy, cánh chim đại bàng. Còn đây là về phần mặt số rồi các bác này. Mặt số thì nó rất là cổ rồi, thì chắc chắn là nó sẽ phải có vết theo thời gian. Nhưng các cái phần số viết thì các bác có thể thấy nó khá là rõ nét. Cổ rồi, những chiếc đồng hồ cổ thì mình cũng không thể tránh khỏi được các bác. Ui dồi. Nhưng bù lại là cái bộ máy con này máy sạch và đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Óng mượt, óng mà luôn các bác. Vách đây. Đẹp không các bác ạ? Đẹp xuất sắc nha các bác nhá. Đấy, logo Kenji. Thông số vào đây. Các bác nhìn máy này, da búa này các bác nhìn này. Vàng ươm này các bác. Vàng về da này các bác. Con này chơi bằng 8 thanh côn thì trong đó có 1 thanh côn đồng bạch và 8 thanh côn thép củ gông đồng báng đặc trưng của thương hiệu Kenji. Mà cái củ gông của con này rất là lạ nha các bác nhá. Củ gông của con này rất là lạ, nó không phải là màu đen đâu. Nó như kiểu là màu đen óng bạc thì các bác. Bình thường nó củ gông nó phải màu đen cơ. Nhưng con này có một chút đen óng bạc, không biết là nó có gì đặc biệt. Thùng thì không mối và không mọt nhá. Đây các bác nhìn này, thùng đẹp không? Con này đẹp quá các bác. Đối với những cái chiếc đồng hồ đẹp sang thì các bác quan tâm thì các bác hãy gọi điện qua số điện thoại nhé các bác nhá. Đây các bác nhìn phần phía dưới này. Đấy, đuôi chuột này. Đấy, cũng được người ta làm một cách rất là kỳ công và công phu, hình 3D. Tí nó va vào con này các bác. Sợ quá. Tí vào còn đắt tiền. Ui. Các bác thông cảm là kho nó nhiều hàng quá, thế nên là các bác phải thông cảm một chút ạ. Bác nào muốn chơi âm thanh hay để so sánh với những chiếc đồng hồ Oro thì các bác có thể lựa ở bên, đối với Đức thì bác có thể lựa chọn con mau thơ, còn đối với Pháp các bác hãy lựa chọn những chiếc đồng hồ VDS. Thì đây đó là một cái thiết kế thùng dài của con mau thơ này các bác này. Phần phía trên thì được người ta có làm một cái họa tiết đây. Vỏ thì là vỏ gỗ sồi mộc nguyên bản. Kính dưới, kính trên là cái kính phẳng. Có cái hoa văn ở đây nhé các bác nhé. Con này thì được người ta rào gỗ các bạn. Người ta mài vát các góc cạnh. Sau đó người ta rào hai cái thanh gỗ này. Đấy, thùng thì rất là đẹp, không bối không mọt. Màu rất là sang nhé các bác nhé. Có nét cổ kính nhưng mà nó vẫn là sáng. Đây, hoa văn để các bác nhìn này. Mặt rất là cổ đúng không các bác? Viền là viền đồng. Phần số viết thì rất là rõ nét. Còn các cái phần lòng này thì nó đã có các cái vết theo thời gian. Con này thì điểm đặc biệt của các bác thợ thì các bác sẽ biết, các bác thì em sẽ chia sẻ với các bác một chút ạ. Thì cái máy này là cái máy lớn nha các bác nhé. Máy này là cái máy lớn chứ không phải là cái máy nhỏ. Máy này là bình thường nó chỉ đến tầm này thôi nhé các bác. Bình thường nó chỉ đến tầm này thôi. Nhưng con này máy của nó dài hơn, to hơn. Máy thì trục chiếc các thứ thép thì rất là đẹp, bóng. Đây. Các bác nhìn này. Có lắc đồng này các bác này. Lắc đồng. Con này là tay lắc của nó là dài bình thường ấy là dài 42 45, nhưng con này là dài 48 cm nhé các bác nhá. Đây. Có thông số ở đây này các bác này. Dài tay lắc dài 48 cm, 8 thanh côn thép củ gông ốc lâu. Có 3 triệu tư rồi các bạn.
Tiếp theo sẽ là một chiếc đồng hồ thùng xài đến từ thương hiệu Ken, con này là con Dung Han này các bạn, Dung Han đời 5 gông. Đời 5 gông 8 búa. Con này kích thước chiều ngang là 32 và chiều cao là 79. Chiếc đồng hồ này giao lưu đến các bác là 2,9 triệu này. Đây là một cái thiết kế thùng cũng là thùng gỗ thịt, gỗ sồi. Phần phía dưới cũng được người ta mài vát các ba cái miếng kính, sau đó người ta xào bằng hai cái miếng gỗ. Và đây là một cái gỗ thùng mộc nguyên bản đây. Kính trên là kính mo cong nha các bác nhé. Con này thì là mặt của nó là mặt tròn. Mặt tròn tính cái viền này các bạn, tính cả cái này thì là 20, còn cái viền này là 18 này. Số thì các bác có thể ngắm nhìn này. Được người ta làm, người ta làm vẫn còn rất là rõ nét như các bác nhá. Đấy, cái phần này thì sau sẽ nắp lại cho các bác này, nắp cho cả các bác. Đây là có khuyên nữa, còn ba cái khuyên nữa. Đây. Đây này. Đấy, sau sẽ nắp cho các bác lại, các bác là ba cái khuyên vào đây nhá. Thì khi lau dầu thì thợ ta sẽ làm. Con này mặt rất là cổ. Máy đây các bác này. Đấy, máy các bác có thể nhìn này, cơ cấu chuyển động này, cực kỳ là phức tạp. Máy của nó là máy vách rất là dày. Máy vách rất là dày. Và máy thì các cái máy này, đây là cái phần mỡ đấy các bạn này. Đây là các cái phần mỡ người ta bôi vào đây nhá. Đấy, bôi vào đây. Máy con này máy vách dày và chắc chắn. Đấy, di cối xay các bạn. 5 gông, 8 búa, 5 thanh côn thép. Những chiếc đồng hồ Dung Han này thì cái thời cách đây 10 năm trước, các bác thợ ở dưới Nam Định chia sẻ là mua đổi mấy con ô đồ mới mua được một con Dung Han các bạn. Tiếp theo sẽ giới thiệu với các bác hai chiếc đồng hồ thùng bè này. Thùng bè của Pháp thì nó rất là đẹp, rất là hoa văn. Thì con này thì một cái thiết kế thùng gỗ sồi mộc và trơn, rất thích hợp cho bác nào thích đơn giản này và lau chùi vệ sinh nó sạch và đẹp, nó dễ dàng. Đấy, thì con này là con đến từ thương hiệu Suza của Pháp. Kích thước chiều ngang là 45 và chiều cao. Để đo lại cho các bác. Này nhầm ra nhầm rồi. 45 và 59 nữa các bác nhé. 59. 59 chứ không phải là 39 đâu các bác. Đấy, sửa luôn cho các bác không. À, 59. Có 3 triệu tư các bạn. 3 triệu tư một chiếc đồng hồ thùng bè như này, đẹp như này đúng không các bác? Đấy, kính thì được người ta mài vát các góc cạnh này, rất là kỳ công và công phu. Kính trên là kính phẳng. Đây quả lắc đây các bạn. Con này có cái phần mặt số đẹp quá các bạn. Đây. Các bạn nhìn này. Đẹp không ạ? Ui giời. Lấp lánh. Không có một vết, không có một điểm chê đâu các bạn. Không đạt 100 điểm, à 10 điểm thì cũng phải đạt 9 điểm rưỡi các bạn. Máy đây. Con này thì logo thương hiệu Suza này, máy của nó là máy vách hợp kim trắng này. Điểm đặc biệt của máy hợp kim trắng này thì nó cho ra cái cơ cấu chuyển động. Đấy, máy rất là nhẹ và máy nó sẽ rất là bền, bền hơn cái dòng máy đồng nha các bác nhá, bởi vì nó vẫn có các cái khuyên đồng ở đây này. Đối với những cái dòng này thì lau dầu thì cơ sở bên em sẽ bảo hành cho các bác về kỹ thuật là 2 năm. Còn riêng máy bởi vì nó bền hơn, đấy, thì sẽ bảo hành cho các bác tốt hơn. Còn cái máy đồng thì chỉ bảo hành cho các bác về kỹ thuật là 2 năm thôi. Đây là cái củ gông của nó này, củ gông trắng này với 8 thanh côn thép nha các bác nhá. 8 thanh côn thép. Côn thép thì nó cho cái chất âm vang hơn, to hơn. Còn những cái côn đồng thì nó sẽ ngân hơn. Đấy là cái chất liệu để làm đồng hồ rồi. Còn đây là một cái chiếc đồng hồ đến từ, cũng là đến từ thương hiệu Suza, nhưng mà nó là máy 10 các bạn. Máy 10, tức là nó có hai bản nhạc. Bản nhạc Ave Maria và bản nhạc Wellington. Con này kích thước chiều ngang là 45 và chiều cao là 60. Sẽ giao lưu với các bác là 6,3 triệu nhá. Thì con này thiết kế cái thùng của nó là thùng màu gỗ đen gụ của các bác này, màu sơn gỗ đen gụ. Đấy, có hai cái bông mắc ca đối xứng hai bên. Và cái phần dưới này thì được người ta là tráng các cái lớp thủy. Kính trên là kính phẳng nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Bác nào mà chơi cái những cái hoành phi câu đối hay là những cái tủ tre màu gỗ lim đấy thì chơi những cái chiếc này rất là hợp. Đây có cả phần giấy tờ đây nhờ các bác này. Giấy tờ này chắc là giấy tờ ngày xưa người ta đi bảo hành ấy, lau dầu ấy. Đặt giấy tờ bên dưới này, ốc chống tường hết các thứ này, phụ kiện. Con này thì cũng cái mặt của nó phải nói này, cũng như con mặt kia các bạn, mặt con kiên chín thì được con này cũng phải được 10.
Đợi một chút nó đang bị vướng á. Đây rồi. Nó nhiều gâu, còn nhiều búa quá nên là nó không hay bị vướng. Đây các bác nhìn này. Viền này, viền chrome này. Đây con bếp Infant này. Con này thì mặt của nó có màu xanh ngọc nhé. Cái viền ở bên ngoài này này, cái mặt bên hai này nền bên ngoài này thì là màu xanh ngọc, và bên trong cái màu của này là màu trắng bạc. Mặt đẹp nha các bác nhé. Đây về phần máy này các bác có thể ngắm nhìn này. Đấy, bụi tây này còn rất là nhiều, còn nguyên bản. Chơi những chiếc đồng hồ nguyên bản thì nó phải còn chưa lâu dọc, chưa có trải qua bất kỳ ai sử dụng thì chơi nó mới sướng, nó mới đã đời các bác. Chơi còn lâu mới hỏng. Người hỏng chứ máy không hỏng. Đây là cái cần gạt chuẩn 3, hai bản nhạc AV. Đây, về phần búa thì các bác nhé, 11 búa. Khi nâu dầu thì thợ người ta sẽ nâu dầu, người ta tháo hết tất cả các linh kiện này ra như các bác. Tháo hết ra kiểm tra, sau đó là người ta sẽ lau dầu và bảo dưỡng. 10 thanh côn thép các bác. Đấy, bác nào mà thích chơi hai bản nhạc thì chơi cái con này. Rồi trùng bè. Chơi hai bản nhạc. Đấy. Đây còn con vừa đét này thì sẽ dựng máy lên cho các bác nghe. Tại sao em lại nói là khi ở cái phân khúc tầm 3 đến 5 triệu thì những chiếc đồng hồ thùng dài máy 42 của vừa đét thì nó cho ra cái chất âm như Euro 36. Các bạn nghĩ sao ạ? Âm thanh có hay không ạ? Tại sao mình ở cái góc độ tài chính 3 đến 5 triệu tại sao chúng ta không chơi những chiếc đồng hồ thùng dài đấy, chúng ta cứ đép nó ra cho ra cái tiếng chuông Euro 36. Đấy, con này có 3 triệu 7 này, lau dầu cộng 350 nghìn nữa sẽ được bảo hành với kỹ thuật là 2 năm. Thế tức là con này có 4 triệu. Mà những chiếc đồng hồ Odo thì con rẻ nhất Odo 36 các bạn. Rẻ nhất nó đã là 13 đến 15 triệu rồi. Đấy là rẻ nhất tùy thời điểm. Còn những chiếc đồng hồ này thì các bác có thể phân khúc này, các bác cứ chơi những chiếc đồng hồ này thì nó sẽ rất là hợp lý và âm thanh thì nó rất là hay. Điều đặc biệt tiếp theo đó sẽ ở bên trong, thì sẽ giới thiệu với các bác sau nhé. Thì con này có kích thước chiều ngang là 32 và chiều cao là 65. Vỏ gỗ sồi mọc nguyên bản, thùng trơn. Kính thì được người ta mài vát các góc cạnh này. Nguyên bản độ dày của nó phải rơi tầm gần 1 phân. Kính trên là kính mo cong đúng không các bác? Đây, tay lắc này, lắc đồng xoáy nhá. Phụ kiện bên dưới thì khá là đầy đủ, có cả cái gông này, cái nắp cót này, ốc chống tường này, hướng dẫn sử dụng đây. Đây các bác nhìn ngắm nhìn một lượt này, vẻ đẹp nguyên bản. Vừa đẹp thì nó mặt của nó mặt tròn 20 cm, viền là viền đồng nhé các bác nhá, viền đồng. Đấy, lau đi nó sẽ sạch và đẹp. Mặt con này khá là đẹp. Đây về phần máy. Máy cũng khá là sạch nhá, khá là sáng. Đây, máy 42, vách của nó rất là vàng. Vách vàng thì nhà này nó là nguyên bản, nó có độ óng các bạn. Còn những cái chiếc đồng hồ mà được người ta tẩy đi các bạn, người ta tẩy đồng đi thì nó chắc chắn một điều rằng thì nó sẽ nhạt nhòa các bạn. Đây, tại sao chiếc đồng hồ này được ví như Euro 36? Bởi vì cái củ gông lòng máng này. Những chiếc đồng hồ có củ gông lòng máng này thì nó có độ cộng hưởng âm thanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những thanh gông của nó dài thì âm thanh của nó thứ nhất là nó vang, thứ hai là ngân. Đấy. Độ dài của thanh gông này là 53 cm. Đấy, còn tính từ đây xuống là 52 nha các bác nhá, một trong những bộ gông dài nhất của thương hiệu Vừa Đét. Các bác chơi những chiếc đồng hồ này thì sẽ không có điểm chê về âm thanh.
Riêng con này các bác nào nhanh tay thì các bác sẽ được nhá. Đấy, riêng con này bác nào lọt vào cái điểm ngắm của các bác. Tiếp theo sẽ là một siêu phẩm của ngày hôm nay nha các bác nhá, cũng là đến từ thương hiệu Màu Thơ. Các bác có thể ngắm nhìn này. Các bác hãy ngắm nhìn một lượt ạ. Vỏ gỗ sôi mộc nguyên bản, đục chạm hoa văn một cách rất là tinh tế này, tỉ mỉ này, kỳ công này. Chơi những chiếc đồng hồ này thì sẽ không bao giờ gặp lại nhiều, và thậm chí là ở Việt Nam sẽ có rất ít khi người có những chiếc đồng hồ này. Đấy, mình chơi những chiếc đồng hồ cổ là một này. Đấy, có mặt giá trị sưu tầm này, thứ là cái thứ nhất. Đấy, cổ là cái thứ nhất này, cái giá trị sưu tầm là cái thứ hai này. Đặc biệt như các bác nhá, không ai có, không ai đụng hàng. Đấy, chơi như thế nó mới đã đời các bạn. Các bạn ngắm nhìn này, đây nhá, thiết kế bên trên này có một cái chút hoa văn này. Đấy, đục chạm này. Đấy, gọn sóng này. Hoa văn bốn góc. Kính là kính phẳng này, kính to. Đây các bác có thể ngắm nhìn cái quả kính rào này. Rào mài rất nhiều miếng ghép, 2 4 6 8 10 miếng ghép, miếng này là miếng trung tâm. Đấy, quả trứng nằm ngang. Thùng đẹp, không mối, không mọt, xuất sắc, màu sồi mộc nguyên bản. Kích thước chiều ngang 40 và độ cao là 80. 8,6 triệu thôi các bạn. Đây các bạn nhìn này, đây nó điểm đặc biệt của nó phải là bên trong các bạn. Bên trong này đây các bác nhá. Có này một chút máu mọ đây, không vấn đề gì hết. Mình chơi chiếc đồng hồ nguyên bản thì cũng không thể tránh khỏi được những cái vết theo thời gian. Bây giờ các bác hãy xem này. Rồi. Đấy, độ các bác nhìn này. 26 cm nha các bác nhá. Cái mặt nào mà mặt con ao độc 27 các bác. 27 cm. Nào, cái mặt đồng hồ nào treo tường mà nó lại to như này các bác. Đây là một con máy tủ cây. Đây. Tủ cây cũng là hai IC luôn các bác. Đấy, có đặc biệt chưa các bác? Đấy, bác nào mà đang mặt của tủ cây mà nó đang xấu thì các bác có thể lựa chọn cái mặt này. Đấy, rất là hay luôn các bác nhá. Bán mặt 8,6 triệu. Thì gọi là tặng máy tặng thùng. Bán luôn cái mặt đấy đi. Đấy các bác này. Đấy, mặt của nó này. Rất là cổ đúng không các bác? Viền đồng này. Số viết thì rõ nét. Có cái phần này là cái phần này là cái do cái kim này các bác này, nó chạy nó chạm vào đây. Nó phai ra, nó thành một vòng như này. Còn cái riêng cái logo này nhá các bác nhá. Logo cánh chim đại bàng có cái chữ ký hiệu là FMS thì là được sản xuất vào những năm 1930. Đấy. Khoảng cái năm đấy, tức là đến nay gần 100 năm, mình cứ tính đơn giản là 90 năm. Xít xoát 100 năm. Cái máy đây nhá các bác. Đấy. Máy con này là máy tay lắc 45. Đây, chiều dài tay lắc đây. Ui dồi, các bác nhìn này. Sáng choang. Ôi ôi, soi gương luôn các bác. Hay là dựng con này nên gãy, không đánh được thì phải gãy cho các bác nghe. Đây các bác nhìn cái củ công ốc lâu này. Đấy, củ công ốc lâu 8 thanh côn thép. Chuông con này phải nói là cực kỳ là kinh điển luôn các bạn. Tại sao em hay so sánh Màu Thơ những củ công ốc lâu này với chiếc đồng hồ Đô 36? Đối với Đức thì em hay so sánh Màu Thơ, còn riêng Pháp thì em lại so sánh Vredet, là cái con đồng hồ vừa các bác vừa được xem. Đấy, nó bị nó chưa đau dầu các bạn. Và đợi chút này. Đây các bạn nghe cái chất âm này. Đấy các bác ạ, âm của nó ngân ra đằng sau rất là nó như kiểu nó xoáy vào trong lỗ tai của chúng ta ấy. Đấy, nó như kiểu nó xoáy vào trong lỗ tai của ta bởi vì cái độ ngân của nó như không đồng. Đấy, thì ngày hôm nay sẽ là rất nhiều mẫu đồng hồ thùng dài để cho các bác lựa chọn này, rất là đẹp. Đấy,
giao đi đến các bác sẽ là những chiếc đồng hồ giá thợ nha các bác nhé. Giá thợ bác nào mà cần lau dầu thì bên đang lau dầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.